Phan Quảng kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Buổi chiều nay thì theo chân anh Lốt và mấy anh em đây đi chăn bò. Lốt bá của Náng nha các bạn. Đây, Lốt đang đi chăn bò đây. Đây là bà bốn tà lai. Cái háo là xây sát. Đây là anh Lốt. Anh Lốt đang đuổi bò nha các bạn. Đó, anh Lốt sáng ra là dẫn một bầy bò này ra đồng. Ok. Mơ. Lột. Hả? Kẹp à? Ăn. Ăn phải chị ạ. Rất thích kẹp tới bánh xô mai. Bánh ô tới bánh xô mai. Bánh thôi à? Bánh bánh chân rớt. Quay. Đánh thôi. Buổi chiều dẫn bầy bò này về chuồng này các bạn này. Sáng ra đuổi bầy bò mấy tỷ ra đồng chắn. Buổi chiều lại lừa mấy tỷ về. Đó đây, là cái tí luôn. Có ngay tiết, đâu về shop bán hết. Anh em về shop lấy bán hết. Này, Nắng hôm nay tắm rửa đẹp trai không? Hôm nay kêu hỏi sao không dẫn đi chùa chơi nữa. Hôm nay chùa người ta nghỉ rồi. Thì không khác. Đó, thấy không? Nắng đây chuối đánh cô nè. Chú khăn ông chuối đánh cô. Đó. Nắng đi chuối đánh cô. Nắng hôm nay tắm rửa rất là đẹp trai luôn. Chiều nay tắm rửa sạch sẽ đẹp trai luôn. Đó, Nàng chiều nay tắm rửa sạch sẽ đi đuổi bò. Đánh chỗ rong cô thôi Nàng. Đánh chỗ rong cô thôi. Đánh chỗ rong thôi. Chú ý cái đánh chỗ rong thôi.
Đấy, đấy là cái cổng vào của trống bò nhé các bạn. Đấy, như chiều nay mình với anh Lột với mấy anh em công nhân đuổi bê bò này vào. Đó, đấy là Ôn. Ôn cũng mới phụ đuổi bò xong. Chăm tích đánh cô chỗ xong. Đấy, đi vào trống bò. Trống bò xem. Con bò đực này nó cao cao phải cao gần bằng cái đầu mình đó các bạn, cỡ 1m7 ạ. Đó. Đây, giờ tập trung vào đây để tí vào chuồng nha các bạn. Trung bò đây. Đấy, tập trung ở đây vui chơi một xíu rồi tí nữa mới vào chuồng. Đó, vào chuồng. Đây là cái nhà công nhân, tối đến người ta sẽ ngủ đấy để trực bò nha các bạn. Đó. Đây là mấy anh em công nhân với anh Lột với Nang đang mới chất bò về. Ủa, ngày nâng bẻ khảo áo sát men. Ngày nâng bẻ khảo áo sát men. Hả? À, vi mau à? Vi mau lên à? Vi hơi cho mua nà. Nó te à? Nó te à? À, ôn tiết. Ồ, múc cà ly ấy cái tháng múc đi. Hả? Cà ly. Ồ. Nắng cái nước mũi tắc sát này. Ồ. Y mũi tắc coi nào. Đã sẽ bú tiết. Đã tắc tắc óp tiết. Bánh tặc óp tiết. Alo, đánh cô chô hơi bánh này đánh cô chô hơi. Rát tới cho mọi ông. Bánh xe vai.